Xuất hiện tại buổi giao lưu cùng 11 triệu người hâm mộ cả nước, dù rất mệt do vừa bị ốm nặng cách đây 2 ngày, nhưng Lan Ngọc vẫn gắng sức trò chuyện vui vẻ và chia sẻ cởi mở những điều đang được khán giả quan tâm hiện nay. Có thể nói sự nghiệp diễn xuất của Ninh Dương Lan Ngọc ngày một thăng hoa khi thành công liên tiếp đến với cô. Với nữ diễn viên, đó là nguồn động viên rất lớn với một nghệ sĩ trẻ như Lan Ngọc. Vốn là người kính tiếng trong showbiz Việt, châm ngôn sống và làm nghệ thuật của Lan Ngọc là chậm mà chắc và phải sạch sẽ. Chính vì thế, việc sử dụng scandal để đánh bóng tên tuổi không bao giờ là sự lựa chọn của cô. Tuy nhiên, từ khi nhận lời mời đảm nhận vai cám trong Tám Cám Chuyện Chưa Kể do đại nữ Ngô Thanh Vân sản xuất, Lan Ngọc thường bị dư luận đem ra so sánh với nàng tấm Hà Vi, khiến cô vô tình vướng vào những bình phẩm không đáng có từ công chúng. Thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ về vấn đề này, nữ diễn viên Cảnh Đồng Bất Tận cho biết cô chưa từng thấy mình bị so sánh với Hà Vi. Lan Ngọc cho biết khán giả luôn ủng hộ cô và Hà Vi theo những cách khác nhau. Ngoài ra, nàng cám còn bộc bạch rằng Hà Vi là người mới của điện ảnh Việt, nhưng đồng thời vai cám cũng là một thử thách mới với tôi. Vì vậy, có thể thấy cả hai diễn viên đều có những điểm mới nên không thể đặt lên bàn cân, chỉ là sự thu hút của ai nhiều hơn. Và cho đến thời điểm này, ai cũng có một lượng khán giả riêng nên tôi không việc gì phải phân bì. Mới đây, trong bộ ảnh mới chụp cùng Hà Vi, Lan Ngọc và đàn em đã hứng chịu nhiều chỉ trích từ dư luận bởi họ cho rằng hai mỹ nhân Việt tạo dáng phản cảm. Đây là một trong những tin được người hâm mộ quan tâm trong những ngày qua. Phân trần về vụ việc này, Lan Ngọc cho biết, tôi thấy concept này khá ổn và không có gì đến nỗi phản cảm, bởi tay tôi đã che bớt phần nhạy cảm, nhưng không hiểu sao khán giả vẫn tập trung vào những chỗ đó. Tuy nhiên, khi công chúng đã không chấp nhận hình ảnh này, Lan Ngọc lẫn Hà Vi cùng ekip thực hiện sẽ rút kinh nghiệm để tránh ồn ào không đáng có. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.